phó nên dùng tất độn giúp tăng chiều cao. Phải thử mới được tí này. Pít ơi, ra mở hộp đi Pít ơi. Chân mình cũng hơi ngắn nên là cũng muốn thử xem quả độn này nó thế nào. Ui chà, trắng thế nhở. Có một sự mềm không hề nhẹ, như kiểu cao su non ấy. Sờ nó mềm cực các bạn ạ. Độ đàn hồi khá là tốt, phần gót chân có độn lên. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đánh dấu cái ổ này là mốc, rồi xỏ thử cái miếng đệm gót này vào, xỏ thêm một lớp tất nữa như bình thường. Rồi, giờ thì đo thử xem nào. À, các bạn nhìn thấy không? Nó cao lên khoảng 3 phân rưỡi đấy. Dấu ở trong tất cởi giày cũng không bị lộ. Tuy nhiên là lúc mới dùng cảm giác đi nó không quen lắm, hơi cộm chân, chưa một điểm. Phải đi lại một lúc thì bắt đầu mới quen dần. Độn quả này cũng vẫn đi giày được, xỏ tất mang thêm đôi giày vào nữa là cũng búp được thêm khá chiều cao đấy. Tuy nhiên là màu trắng này rất dễ bám bẩn, mặc dù rửa là nó sẽ sạch nhưng mà mình vẫn thích, chưa một điểm. Ngoài màu trắng thì có thể dùng màu da nó đỡ bám bẩn hơn nha. Tổng kết lại 8, ok các bạn ơi.